tất cả các bạn, mình đã quay trở lại dưới đây như đã hứa với các bạn trong video lần trước. Thì lần này sẽ là video bài giảng Piano Nihongo đầu tiên. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh channel của Diki và muốn tham khảo thêm về bảng chữ cái Hiragana cũng như là Katakana thì các bạn có thể click vào đường dẫn để xem lại nhé. Trước tiên là chúng mình cùng tìm hiểu sơ qua về bộ giáo trình Piano Nihongo nhé. Nhắc đến Piano Nihongo, đây là một bộ giáo trình thông dụng và phổ biến nhất mà những người học tiếng Nhật ở Việt Nam đang sử dụng. Bộ Piano Nihongo cơ bản thì gồm có hai bộ, một là quyển 1, 25 bài đầu tiên tương ứng với trình độ N5 và quyển thứ hai là 25 bài tiếp theo tương ứng với trình độ N4. Vậy là chúng mình đã biết những bước tiếp theo để đến với N3, N2, N1 rồi đúng không nào? Trong bộ Piano Nihongo cơ bản thì gồm có hai quyển. Quyển 1 đó là quyển dịch ngữ pháp bằng tiếng Việt và quyển thứ hai đó gọi là quyển chính viết bằng tiếng Nhật dùng để các bạn luyện tập thêm về mẫu câu và ví dụ. Ngoài ra còn có một số quyển bài tập bổ sung ví dụ như Hyojun Mondaishu dùng để các bạn làm bài tập thêm về phần ngữ pháp và từ vựng. Hay là quyển Shokyu Yomeru Topic Nijugo là bài tập đọc hiểu giúp bạn nâng cao thêm kỹ năng đọc và dịch tiếng Nhật. Cuối cùng là cuốn Chokai Tatsuku Nijugo. Nó là dạng bài tập nghe hiểu để giúp các bạn nâng cao kỹ năng nghe của mình đấy, cũng chạy dọc theo nội dung của 25 bài Mina. Vậy là các bạn đã biết mình cần những tài liệu gì để chuẩn bị cho khóa học này rồi đúng nào? Không để các bạn chờ lâu nữa, mình bắt đầu ngay thôi nào. Một bài học Mina cơ bản mình sẽ đi theo 3 phần. Phần đầu tiên là từ vựng, phần thứ hai là ngữ pháp và phần cuối cùng đấy là phần luyện tập. Và bài 1 hôm nay thì mục tiêu cơ bản đầu tiên của chúng mình phải đạt được đó là có thể giới thiệu bản thân một cách cơ bản bằng tiếng Nhật hay là có thể sử dụng những câu trả lời thông dụng trong đời sống hàng ngày. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đi vào phần từ vựng. Từ vựng hôm nay sẽ chia nhỏ ra các chủ đề để dễ học. Chủ đề đầu tiên là danh xưng trong tiếng Nhật. Watashi. Watashi. Tôi. Anata. Anata. Bạn. Anohito. Anohito. Người đó, người kia. Anokata. Anokata. Vị kia. Sẵn. Sẵn. Sẵn là cách gọi tên người khác một cách lịch sự. Sẵn không dùng để gọi tên chính mình, giống như cách gọi anh Miller hay chị Yamada trong tiếng Việt thì tiếng Nhật sẽ chuyển thành Mira-san, Yamada-san. Vì vậy, khi mình đã biết tên người nghe rồi thì không dùng anata nữa mà sẽ gọi tên người đó rồi thêm sẵn. Chẳng. Chẳng. Chẳng là cách gọi thân mật cho các bé gái, ví dụ như Hanako chẳng. Tiếp đến là những danh từ chỉ nghề nghiệp. Sensei. Sensei. Sensei là cách gọi giáo viên chứ không phải danh từ chỉ nghề nghiệp. Ở Nhật, những người làm nghề giáo viên, bác sĩ và luật sư sẽ được gọi là sensei. Kyoshi. Kyoshi. Giáo viên. Gakuse. Gakuse. Học sinh. Kaishain. Kaishain. Nhân viên công ty. Shain. Shain. Nhân viên công ty. Ginkoin. Ginkoin. Nhân viên ngân hàng. Isha. Isha. Bác sĩ. Kenkyusha. Kenkyusha. Nhà nghiên cứu. Tiếp tục là hai danh từ chỉ địa điểm. Daigaku.
Đại học. Trường đại học. Bioin. Bioin. Bệnh viện. Đại. Donata. Ai. Nan sai. Nan sai. Oikutsu. Oikutsu. Bao nhiêu tuổi. Tên một số nước trong tiếng Nhật. America. America. Mỹ. Igirisu. Igirisu. Anh. Indo. Indo. Ấn Độ. Indonesia. 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 Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Thái. Thái. Thái Lan. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Deutsch. Deutsch. Đức. Nihon. Nihon. Nhật Bản. Brazil. 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 Thêm hậu tố Jin vào đằng sau tên các nước, mình sẽ được quốc tịch hay còn gọi là người nước nào đó. Ví dụ, người nước Mỹ sẽ là America Jin. Tiếp sau đây là chúng mình đến với phần ngữ pháp. Chủ đề bài học này của chúng mình đấy là những mẫu câu liên quan đến giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Khi giới thiệu bản thân mình với một ai đấy, các bạn sẽ bắt đầu bằng tên, tuổi, nghề nghiệp, đúng không nào? Để nói được những câu đấy trong tiếng Nhật thì mình hãy đến với cấu trúc mẫu câu danh từ trong tiếng Nhật ngay sau đây nhé. Đầu tiên chúng mình cùng đến với mẫu câu khẳng định với cấu trúc đó là danh từ 1 wa, danh từ 2 desu. Danh từ 1 ở đây là chủ đề của câu, danh từ 2 là thông tin cần thiết, wa là trợ từ. Lưu ý cho các bạn đấy là wa viết là ha nhưng đọc là wa. Còn đề sự ở cuối câu nó là đuôi khẳng định của câu danh từ. Đầu tiên mình sẽ dùng mẫu câu này để giới thiệu tên trước nhá. Danh từ cần thiết ở đây đấy là tên của mình, đúng không nào? Câu đấy sẽ là Watashi wa Hường desu. Watashi wa Hường desu. Watashi wa Sơn desu. Tiếp đến mình dùng mẫu câu này để giới thiệu về nghề nghiệp. Ví dụ như mình là giáo viên thì mình sẽ nói là Watashi wa Kyoshi desu. Thành sằng là bác sĩ thì sẽ có câu là Thanh sang wa isha desu. Sơn sang là học sinh thì mình sẽ được câu là Sơn sang wa gakusei desu. Vậy các bạn hãy thử giới thiệu nghề nghiệp của mình bằng tiếng Nhật xem nào. Tiếp theo mình có thể sử dụng mẫu cấu trúc này dùng để giới thiệu quê quán hay quốc tịch. Như mình đã nói trong phần từ vựng, các bạn có thể sử dụng hậu tố jin hoặc karakimashita để giới thiệu nhé. Ví dụ, mình là người Việt Nam, mình sẽ nói là Watashi wa Vietnamese jin desu. Anh Miller là người Mỹ, mình sẽ có câu Mira-san wa America jin desu. Hay Yamada-san wa Nihon jin desu. Mẫu câu này thì tương tự với câu Vietnam kara kimashita. America kara kimashita. Vậy các bạn có thể thay thế tên nước thành tên các địa danh, tỉnh hoặc là thành phố. Ví dụ như Hà Nội, Bắc Ninh chẳng hạn thì sẽ là Bakunin kara kimashita.
Đó là những mẫu câu khẳng định. Còn khi chúng ta muốn phủ định một câu nào đó, ví dụ như tôi không phải là giáo viên hay anh Hà không phải là người Nhật, thì mình lại phải sử dụng mẫu cấu trúc với câu phủ định, đó là thay đuôi des trong câu khẳng định thành ja arimasen. Mẫu cấu trúc khái quát lại sẽ là danh từ 1 wa, danh từ 2 ja arimasen. Ví dụ, tôi không phải là giáo viên sẽ là watashi wa kyoushi ja arimasen. Anh Hà không phải người Nhật sẽ là Hasan wa nihonjin ja arimasen. Vậy là chúng mình đã biết cách thành lập câu khẳng định và câu phủ định trong tiếng Nhật rồi đúng không nào? Tiếp theo mình sẽ đến với phần câu hỏi. Câu hỏi trong tiếng Nhật được hình thành bằng cách thêm ka vào cuối câu và được đọc với giọng cao hơn. Lưu ý đấy là câu hỏi trong tiếng Nhật không có dấu chấm hỏi ở cuối câu mà dấu hiệu nhận biết của nó sẽ là từ ka. Câu hỏi trong tiếng Nhật có hai dạng. Dạng đầu tiên đấy là câu trả lời đúng hoặc sai. Nếu đúng các bạn trả lời là hay des. Nếu sai các bạn trả lời theo dạng là ie ja arimasen. Ví dụ nhá, mình có câu hỏi là anh Yamada có phải là người Nhật không? Yamada-san wa nihonjin desu ka? Hai nihonjin desu. Hay anh Yamada-san có phải là giáo viên hay không? Yamada-san wa sensei desu ka? Ie sensei ja arimasen. Dạng câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi có từ để hỏi. Những từ để hỏi bài hôm nay chúng mình học đó là dare hoặc donata. Donata là cách nói lịch sự của dare. Người kia là ai? Mình sẽ đặt câu là ano hito wa dare desu ka? Hay cách nói lịch sự hơn của nó là ano kata wa donata desu ka? Câu trả lời đơn giản chỉ là tên người đó thôi, desu. Yamada-san desu. Từ để hỏi tiếp theo trong bài hôm nay đó là nan sai, bao nhiêu tuổi. Ví dụ hỏi anh Yamada năm nay bao nhiêu tuổi sẽ là Yamada-san wa nan sai desu ka? Để trả lời được câu hỏi này thì đầu tiên là chúng mình phải biết cách đếm số trong tiếng Nhật. Hãy cùng nhau đếm từ 1 đến 10 trong tiếng Nhật nhé. 1 là ichi, 2 là ni, 3 yon, 5 6 7 8 9 10. Vậy đó là cách đếm từ 1 cho đến 10. Tương tự nếu như các bạn muốn đếm số từ 11, 12 cho đến 19 thì mình đơn giản chỉ cần ghép số 10 với các số còn lại. Ví dụ 11 sẽ là 11, 12 sẽ là 12. Còn từ số 20 trở lên thì sẽ theo quy tắc, ví dụ như số 23 nhá, sẽ là 2 cộng 10 rồi cộng với 3 sẽ thành là 23. Hay ví dụ 68 chẳng hạn thì sẽ là 6 cộng 10 rồi cộng 8 sẽ thành là 68. Còn khi chúng ta sử dụng để nói tuổi thì hậu tố đi kèm sẽ là sai. Đơn giản các bạn chỉ cần cộng các con số đằng trước rồi sai ở đằng sau nó sẽ là nói tuổi. Ví dụ như là năm nay tôi 22 tuổi thì tôi sẽ nói là 22 desu. Hay năm nay tôi 32 tuổi sẽ là 32 desu. Tuy nhiên trong nói tuổi thì sẽ có một chút đặc biệt, đấy là biến âm. Biến âm sẽ xảy ra trong hàng số 1, 8 và 10. Ví dụ 1 tuổi mình sẽ không nói là ichisai mà mình sẽ nói thành isai. 8 tuổi mình sẽ không nói là hachisai mà mình nói thành hasai. Hay 10 tuổi mình không nói là jusai mà sẽ thành là jusai. Và không chỉ 1 tuổi, 8 tuổi hay 10 tuổi mà ví dụ như 21 tuổi, 38 tuổi hay 40 tuổi thì chúng mình vẫn sử dụng cấu trúc biến âm vừa rồi nhé. Còn đối với người Nhật thì tuổi 20 là một mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành. Vậy nên khi nói năm nay tôi 20 tuổi, người Nhật sẽ nói là Hatachi desu. Hatachi desu. Thay cách nói là Nijisai desu. Nijisai desu. Vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau học qua cấu trúc về khẳng định, phủ định và câu nghi vấn trong câu danh từ của tiếng Nhật rồi. Kết hợp 3 mẫu câu vừa rồi, chúng mình có một bảng tổng hợp lại kiến thức để các bạn tiện theo dõi cũng như là làm bài tập ở cuối video nhé. Thanh san wa gakusei desu ka? Ie, gakusei ja arimasen. Watashi wa sensei desu. Mẫu cấu trúc tiếp theo đấy là trợ từ mo. Mo dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cũng, dùng để thay thế trợ từ wa trong trường hợp hai danh từ biểu thị cùng một nội dung. Ví dụ, tôi là giáo viên,
Thành sằng cũng là giáo viên, vậy mình sẽ được câu là 私は教師です. Thành sằng も教師です. Hay cô Yamada là người Nhật và thầy Sato cũng là người Nhật thì mình sẽ có câu là Yamada san wa nihonjin desu. Sato san mo nihonjin desu. Trợ từ cuối cùng trong bài hôm nay chúng mình học đấy là trợ từ no. No mang rất nhiều nghĩa, nhưng bài học hôm nay chúng mình học no mang nghĩa sở thuộc. No dùng để nối hai danh từ lại với nhau, vì vậy trước và sau no đều phải là một danh từ. Ví dụ như anh Miller là nhân viên của công ty IMC thì mình sẽ được câu là Mira-san wa IMC no shain desu. Hay Sơn-san là học sinh của trường Sakura, mình sẽ có câu là Sơn-san wa Sakura Daigaku no gakusei desu. Các bạn lưu ý là cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thì ngược so với cấu trúc ngữ pháp của tiếng Việt. Vậy nên ví dụ như mình là giáo viên của Riki thì sẽ không nói là Watashi wa Kyoshi no Riki desu, mà phải nói là Watashi wa Riki no Kyoshi desu. Vậy là vừa rồi chúng mình đã kết thúc mẫu ngữ pháp của bài số 1. Sau đây là một số bài tập cho các bạn củng cố kiến thức nhé. Đi hết phần ngữ pháp của bài Milano Nihongo đầu tiên rồi. Hy vọng là các bạn đã có những kiến thức cơ bản về từ vựng cũng như là ngữ pháp của bài học hôm nay. Như đã nói ở phần đầu tiên thì để các bạn luyện tập và củng cố thêm kiến thức thì mình đã có link download sách ở phía dưới phần mô tả, hoặc các bạn có thể ra hiệu sách gần nhất để mua nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhân sang ありがとうございました.